Xong kính mời quý vị và các bạn từ 17 giờ đến 20 giờ hàng ngày trở về với câu lạc bộ văn nghệ số 26 đường Nguyễn Huệ, thành phố Hà Nội để tham gia giao lưu giao hữu với các đồng bào, các hội viên của câu lạc bộ văn nghệ số 26 đường Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thank you.
Thank you.
Vô đi anh. Sáng tái sáng với cả nó diễn viên cái đó.
Thank you.